Xin chào em trai nhé. Dạ. Rồi em có thể em cho anh biết là em tên gì? Dạ em tên là Dũng ạ. Em Dũng à? Dạ. Em họ tên này đúng là gì Dũng? Họ tên em là Tạ Hồng Dũng. Tạ hả? Dạ. Tạ Hồng Dũng. Ờ, Dũng nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay em 30 tuổi. 30 tuổi nha. Em nguyên quán ở đâu? Dạ em nguyên quán ở Lào Cai. Xa vậy? Dạ. Rồi hiện nay em đang sinh sống ở đâu? Dạ em đang ở trọ tại gần cổng khu nghiệp Bình Chiểu. Ờ, Bình Chiểu. Dạ. Bình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Ồ, xa dữ vậy em. Sao mình vô trong này có anh em bà con không? Dạ không có ngoài. Ồ, em vô đây lâu chưa? Em vào đây lâu rồi, mấy năm rồi. Kinh tế giờ ổn không em? À, kinh tế giờ là có công việc em là ổn định. Em cho anh biết này, hôm nay em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai? Dạ em tìm vợ con em. Tìm vợ và tìm con. Dạ. Dũng sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ em 94 ạ. 94 là năm nay 29 tuổi. Dạ. Hôm nay em về đây tìm vợ và con. Dạ. Em cho anh biết là vợ em nhiêu tuổi rồi? Dạ vợ em 36 tuổi rồi. 36, 29, 36. Chênh nhau nói chung là 6, 7 tuổi ha. Dạ. Ồ. Vợ em họ tên là gì? Vợ em là Thạch Thị Kiều. Thạch Thị Kiều. Dạ. Ồ, em người Bắc mà đấy, vợ người Khmer. Dạ. Thạch là Khmer rồi. Dạ. Ừ. Thạch Thị Kiều đúng không? Dạ. Vợ em là nguyên quán ở đâu? Vợ em nguyên quán cũng Sóc Trăng luôn. Nguyên quán Sóc Trăng. Dạ. Ồ. Em cho anh biết là sao em gặp vợ em mà em biết vợ em vậy? Dạ em quen vợ em bên Đồng Nai đi làm quen biết. Ôi giời ơi, sao lại quen xa thế? Dạ. Quen mãi Đồng Nai luôn hả? Dạ. Rồi lúc em quen này nhìn vợ có đẹp gái không? Dạ có. Dễ thương không? Có. Dễ thương ha? Dạ. Rồi thế lúc bây giờ mình tán tỉnh luôn. Dạ. Mình yêu lâu không em? Yêu lâu. Yêu lâu, mấy năm? 3-4 năm. Ôi giời, yêu dài vậy, anh yêu có tuần à, em yêu 3-4 năm luôn. Dạ. Yêu lâu vậy? Sao mình yêu lâu mất thời gian em? Thế lúc bây giờ là em làm công việc gì ở Đồng Nai? Dạ, vợ em cũng vậy. Làm cơ khí, là em làm cửa sắt, ôm kính. Làm cửa cho vợ hả? Hay sao? Không, làm cửa thì cũng làm cho người ta thôi. À làm cho thợ, à làm cho chủ à? Dạ. Thế còn vợ em làm gì? Đấy, vợ em đây là công nhân. Ồ, thế mình gặp nhau. Dạ. Thế là tán tỉnh hẹn hò. Dạ. Ồ. Thế lúc bây giờ là hiện nay là hai vợ chồng em là cưới nhau chưa? Vợ chồng em về quê lúc dịch thì không tổ chức cưới được. Ừ. Xã không cho tổ chức cưới. À. Chỉ có làm mâm cơm cúng họ hàng tổ tiên. À, nói chung là làm mâm cơm ra mắt ha. Dạ. Ra mắt bạn bè. Dạ. À, mấy mâm em? Dạ nhà toàn dòng họ thôi, bởi vì dịch nó không cho mở lớn. À. Đấy em về là đúng dịch, bởi vì em mất xe, mất hết giấy tờ. À. Cũng về làm luôn một thể. Ừ. Nên dịch thì nó không cho tổ chức. À. Xã không cho tổ chức. Rồi. Em cho anh biết này. À, thì đến giờ phút này là vợ và con của em bỏ đi. Dạ. Con của em là trai hay gái? Con em là trai. Trai. Con trai mấy tuổi đây em? Đến 16 này là được 3 tuổi. 16 là 3 tuổi. Dạ. Mà em cưới lâu chưa? Em có đăng ký kết hôn không? Đăng ký kết hôn rồi. À rồi vậy hả. Rồi em cho em biết này, em có biết lý do tại sao mà vợ bỏ đi không? Dạ. Thì nói chung vợ chồng vẫn bình thường với nhau, mà cứ lâu vợ nó kêu nó đi nhậu xíu nó về, mà gọi điện thoại nó không nghe. Ôi giời, cha mẹ ơi, có chồng có con mà lâu lâu lại đi nhậu xíu. Không nghe là đi luôn. Thế là vợ em thường xuyên đi nhậu à? Dạo này cứ thỉnh thoảng là nó lại đi vậy. Nhậu say không? Không, lúc nó về thì tỉnh. Lúc về tỉnh? Ừ. Nhưng mà nhậu thật không em có biết không? Nhậu thật không biết, không thấy. Ôi giời, là nhậu trên cung trăng rồi em ơi. Lại không phải nhậu rồi. Đấy là cái cớ thôi. Thế là vợ em đi mấy tiếng? Giờ để đi từ... Trước ấy, trước đi nhậu mấy tiếng? À. Trước thì cứ thường thường là tối nó đi là tới sáng nó mới về. Ôi giời, cha mẹ ơi, là cha mẹ ơi, nhậu từ tối đến sáng. À, nó đi được. Thế con bỏ đâu? Con là hai bố con chung nhau không à? Ôi giời ơi, lại gà trống nuôi con suốt đêm. À. Vợ thì đi nhậu ở đâu chả biết, là trên cung trăng mà đi từ tối đến sáng. Dạ. Sao vậy, em không tìm hiểu em đi mấy đâu, em đi đâu mà em bỏ con này, là anh gà trống nuôi con mà suốt đêm mà em đi đâu mà em đi nhậu em bỏ chồng bỏ con vậy? Em hỏi không? Em có nói. Vợ nói sao? Thì nó bảo nó đi nhậu với bạn xíu. Bạn thì... là bạn gì? Làm ăn giao dịch hay là bạn gì? Mình công nhân thì có gì đâu mà. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Không rồi. Hả? Nó nói mỗi bạn không rồi, kêu đi bạn mình công nhân đi với nhau vui rồi cấm đoán ghen cái gì. Ờ. Thuyền theo lái mà gái theo chồng. Em hiểu từ đó không? Dạ. Mình lấy chồng,
là ăn phận nhà chồng, giàu có hay sung sướng hay khó là mình phải chịu, đúng chưa? Dạ. Là về nhà phải có lóc, đúng không? Dạ. Bỏ chồng bỏ con cho chồng giữ như vậy mà đi nhậu với bạn nào, bạn nhậu thật hay nhậu giả em biết không? Không thấy. Không thấy luôn, đi thường xuyên không em? Đi dạo này từ trước nè. Trước thì không. Nhưng mà mới đây đi thường xuyên không? Dạ. Đi liên tục luôn. Cứ thỉnh thoảng lại đi. Vợ em trước khi đi là ăn mặc đẹp không? Nó ăn mặc bình thường à? Bình thường. Thế sáng mai về có mệt mà mệt gọi có phờ phạc không? Không. Vẫn tỉnh. Dạ. Thoải mái quá thì tỉnh rồi. Thế là vợ em đi cứ như vậy thôi. Dạ. Mà về em không làm gì được. Không. Nói nó hoài thì nó không được, đi là gọi điện không, nó không bắt máy luôn, nó đi làm thì điện mới bắt máy. Còn đi nhậu là gọi điện không mang nghe máy. Đó, thế là không có nhậu đâu em. Anh nói thẳng luôn, vợ em không nhậu. Vợ em có đúng là dân nhậu không? Nó có biết nhậu. Có biết nhậu thôi. Nhưng mà thực sự là có nhậu hay không những hôm đó là em không biết. Được. Đó. Anh nói thẳng là vợ em đi khách sạn thôi. Nhá. Chứ chẳng có nhậu nhẹt gì đâu, nhậu là phải mở máy. Em ơi, anh ơi, em đang nhậu với bạn là các bạn lữ không à? Đó là khác. Đúng chưa? Dạ. Nhưng mà nhậu này nhậu từ tối đến sáng. Hai lần thì nó nhậu nó chụp ảnh cái bàn nhậu thôi. Đấy là chụp lúc bây giờ thôi, giả bộ thôi. Là không có thấy mặt mũi một ai hết, không có nhìn thấy ai cả. Chắc là đi qua bàn nào nhậu rồi cho anh xin phép cho em chụp một cái em gửi cho chồng em. Xong em đi, công việc của em. Gửi cho đi, nó chụp được hai lần. Còn đâu không bao giờ thấy nó gửi chụp video một cái gì hết. Vợ em theo em nhìn nhận là vợ em có ngoan không? Ngoan hay hỗn? Đáng yêu không? Nói chung là em thì em thương yêu vợ em, thương nhiệt tình thì mình thương rồi. Vợ có thế nào chăng nữa thì em vẫn yêu nó. Nhưng mà anh đồng ý rồi, vợ thế nào thì vẫn yêu, vẫn là vợ mình. Thế nhưng mà vợ, nếu mà vợ thực sự mà vợ những hôm đấy vợ anh lừa mình đi khách sạn với người đàn ông khác, nếu em biết được em còn yêu không? À, bây giờ ấy, em vì con thì đồng ý, anh đồng ý rồi, em thương em yêu nó vẫn còn yêu. Thì mong nó về hai vợ chồng sống hai về lại tiếp thôi, về là làm ăn vài hôm lại đi tiếp, em có vui không? Nếu về đi tiếp thì em không vui. Không vui, không muốn vợ đi như vậy, không muốn thì em mà có cách nào đó chứ. Thế gia đình vợ em có biết không? Dạ em biết hết rồi. Không thì trước này em có thông báo gia đình vợ là vợ thường xuyên đi nhậu với bạn mà đi từ tối sáng không? Có. Gia đình vợ có khuyên gì không? Có bảo nhưng mà nó không nghe máy. Không nghe máy. Dạ. Em cho anh biết này, trước đây em đã từng lấy vợ chưa? Chưa. Trai tân luôn. Dạ. Thế còn vợ em đã từng có chồng chưa? Có một đời chồng rồi. Ôi trời ơi, lại trai tân lại gặp mấy gái xẻ rồi. Thua, kèo này thua rồi em ơi. Thế trước này vợ em có con chưa? Có rồi. Mấy đứa? Ba. Ba đứa con? Dạ. Ôi trời ơi, tại sao em vẫn thương? Em không hiểu sao. Em không hiểu sao. Tình yêu này sẽ đánh mang tai rồi. Em lúc này em yêu thật hay là em quen chơi mà cuối cùng thành thật? Đầu tiên thì cũng quen bình thường thì đầu tiên này cũng nghĩ quen trên chơi đúng không? Sau là thành thương hẳn, yêu hẳn luôn. Yêu hẳn luôn. Yeah. Lúc yêu mà em có phát hiện là người phụ nữ hay là người phụ nữ này hay là vợ em chia sẻ với em là đã từng có ba đứa con? Có. Thế là mà ba đứa con sao lúc bây giờ những năm trước thì em nhìn cái gánh nặng như vậy làm sao mà em tuổi trẻ sao em nuôi nổi? Thế mà em vẫn đi làm nhưng vay mượn về nuôi đấy. Ôi giời, vay mượn muộn nuôi làm con cho vợ. Là vay mượn nuôi. Thế giờ mấy đứa con, bây giờ được mấy đứa? Giờ được con nó ba đứa đó. Trai gái? À, hai cái một trai. Hai gái trai. Năm nay đi làm ăn thì chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Thì đứa lớn 17, đứa thứ hai 15, đứa thứ ba 10 tuổi thôi. Giờ đang ở với ai? Giờ hai đứa lớn kia thì nó đi làm công việc của nó, còn thằng nhỏ thì nó đang học ở dưới quê với ông bà ngoại. Ôi giời ơi là trời ơi. Sao lại em còn trai tân mà anh nhìn em đẹp trai, phong độ, nhìn ngon lành này. Chịu thương chịu khó mà sao em ý lấy mẹ người phụ nữ mà ba đứa con mà tùm lum tà la vậy em? Khổ vậy. Thế trước là mình nằm giữ được nhiều tiền không? Trước thì cũng nói chung là cũng có ít, có xe, có cộ, có đầy đủ. Có điện thoại thiếc thì cũng đầy đủ. Giờ đâu hết rồi? Bây giờ là thương vợ thương con, là đi làm mất xe nữa, giờ là không còn thì cụt chân luôn rồi. Thì em cho anh hỏi cái tay của em bị sao ấy? Dạ, năm ngoái em đi làm không là bị máy nó dập mất. Ôi giờ em giơ tay xem nào. Chết rồi, sao lại còn có 9 ngón à? Dạ. Ôi tay em bị sao kỳ ấy? Dập gì mà cụt mất ngón luôn. Dạ. Ôi giời ơi, máy dập hả? Dạ, máy dập. Em có được bảo hiểm không? Dạ không, lúc ấy em nghỉ công ty bên Đồng Lai sang bên này là làm cho ông chủ lại là tư, không có bảo hiểm. Ông có cho cái gì không? Có, ông giúp đỡ em là tiền thuốc thang, tiền viện. Hết nhiều? Cho hết. Hết nhiều không? Dạ, hết 5 triệu.
Ôi trời thế vợ ơi. chồng em khó khăn cũng đỡ hỗ trợ cho bao gạo. Ôi trời, cha mẹ ơi, mất ngón tay kia mà có 5 triệu bạc với bao gạo. Bao gạo gọi là bao gạo tấm này, hỏng rồi. Lúc bây giờ có đau không? Thế thời gian đấy đâu làm việc được. Nó mất một tuần, hơn tuần không làm được. Nhưng mà bây giờ tay em này nó thiếu một ngón này, em có khó chịu không? Cũng khó chịu, lúc thấy thiếu Đau thiếu. không? Giờ Vẫn thì đau không không? đau rồi. Hết đau Nhờ hả? ấn Giờ là quen rồi đúng không? thì... Dạ. Tội dữ vậy. Lại không được cái gì cả. Được có mấy triệu, người ta hỗ trợ được có mấy triệu thôi. Đây là xác tại mình đúng không? Dạ, sau nói chung là công việc cũng là tại mình do sơ ý sơ suất. Lúc bây giờ một tháng em nó kiếm được nhiêu tiền? Là đó là ngày em kiếm được 400.000 ngày, 400 300 ngàn. ngàn ngày. Về đưa cho vợ hết. Dạ, Hay làm là em về nhậu? thì là làm về tiền nong này em nuôi vợ con hết, chứ em Ôi. có văng ra ngoài em bỏ nhậu giấu đi nhậu mình hơn đâu mà. À. Trước giờ không bao giờ em mang tiền làm ra ngoài nhậu mình hơn gì cả, toàn mang tiền về nuôi vợ con thôi. Mang tiền về nuôi vợ con luôn. Dạ. Chết rồi. Khổ quá. Tuổi trẻ tài cao mà đi trai tấn gặp cái mái xe thế này hỏng đó em ơi. Trước đây em lấy vợ gia đình em có đồng ý không? Dạ đồng ý, không ai cản, Không ai cản luôn. mà chỉ bảo là kêu thôi hai vợ chồng thì đã thương nhau thì ở với nhau thì khó mà làm ăn. Thế gia đình vợ à, gia đình em là có biết em có chia sẻ với gia đình vợ em là chuẩn bị lấy vợ này là có 3 người con rồi không? Có Mà mọi người không nói gì luôn. dạ Ôi trời ơi. Khổ chứ vậy. Thế đến giờ phút này là vợ đi nhiều lần rồi. dạ Mà ôm con là con chung của em đi luôn. dạ Còn con riêng là có biết không? Nhưng biết nó ở kia nó đâu đi theo mẹ nó đâu. Không theo mẹ hả? Dạ. Nó Ồ. làm việc của nó mà. Vợ em nhìn đẹp gái không? Dễ thương không? Mắt mọi người sao thì là vợ em rồi, người yêu em rồi thì là vợ rồi thì Thì đẹp cái hết. nào cũng được hết. Ôi trời ơi, hỏng rồi em Đã là ơi, vợ thì... mình phải tỉnh táo ấy mà. Nhá. Dạ. Mình không nhất thiết là đẹp hay xấu nhưng mà mình phải tỉnh táo. Nhưng mà ở đây là anh thấy này này thua rồi, vợ em đi nhiều lần rồi này này thua rồi. Thế lần này anh em tìm được nữa mà vợ em về đi tiếp thì sao? Vẫn cứ tha. Cái này thì em chịu thôi, nhưng mà em chỉ cần nó về nó mạng con em về thì chỉ mong hai vợ chồng sống Mang hạnh con về phúc là nuôi giá cho em con. luôn xong để đi tiếp, em đồng ý không? Về thì đi thì Đồng ý không? vợ mà cứ đi thế thì không chịu, Ờ đấy. bởi vì con cái ở nhà. Thì bây giờ em một mình em nuôi con. Vợ em đi một bước nữa với người đàn đàn ông khác. Em có chịu không? Mà nó không chịu ở với em nữa, nó đi thì em cũng đâu cấm cản được. Đó. Thì đồng ý không? Chấp nhận đúng không? Thế là mình phải gà trống nuôi con. Em nuôi nổi không? Nuôi được, Ờ. bởi vì em cũng không yếu cái gì nữa đâu, vì lợ kia thì là Lợ gì có mỗi đứa nữa? con thì Lợ gì tự nhiều lo không? trả Lợ được. nhiều không? Bây giờ là còn nợ ông chủ hơn 8 triệu nữa, Ôi trời, mấy hơn 8 năm rồi triệu. chưa trả được. Em làm ngày giờ được nhiêu em? Giờ lương em 450 ngày, 450 tháng là đủ rồi, chả ok rồi. em phải vừa lo cho con ăn học, vừa lo tiền ăn uống nhà. Con nào nữa? Thằng nhỏ đó đó, Thằng đứa nhỏ giờ mẹ trẻ nó bế đi rồi. giờ nó bế rồi, Nhưng mà mẹ em có biết là vợ em hiện nay đang đi đâu không? nghe không biết rồi, bây giờ nó chặn hết rồi, nó hết không Từ liên hôm lạc vợ em được đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi em? từ hôm thứ ba tới giờ rồi. Thứ ba. Có nghĩa Cuối tuần rồi đúng nó không? đi thì từ tối hôm trước, thì À. là sáng thứ ba tới tận công ty Từ về. thứ hai mà nay là cuối tuần rồi. Gọi là gần tuần rồi. Từ hôm vợ đi vợ có thông báo này là em bế con đi đâu em bỏ anh không? Không, nó chỉ nhắn tin cho em là giờ nó bế con đi Campuchia làm. Ôi trời, cha mẹ ơi, bế con đi Campuchia làm. Campuchia là nhận đứa nhóc 3 tuổi này làm việc. Vợ em có biết bấm máy tính không? Dạ không, chưa Ôi có được trời. bấm đâu, có sành mấy đâu, thì nó ghi âm mà nó thấy hiện chữ này, nó toàn ghi âm cái mic là nói nó hiện ra chữ á. Thế vợ em có biết chữ không? Có gọi là có biết Biết sơ sơ. sơ sơ. Ôi trời ơi, một cô gái người Khmer thế này mà đi sang Campuchia thì việc nhẹ lương cao bấm 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 lên thì làm sao mà ăn được tiền thế hả? Ăn làm sao được tiền đô về? Nhưng mà vợ em nói thật đấy, hay là nó dóc em? Bây giờ nó bao nhiêu người là quen biết là nó gửi hết tin nhắn cho là như thế. Toàn gửi tin nhắn là thông tin cuối cùng là đi Campuchia. Ôm con đi Campuchia. Mà ai gọi lại là nó cũng không nghe máy, nó chặn hết. Em có nghĩ hoặc em có nghi ngờ vợ em ấy ôm con đi sang Campuchia bán luôn không? Em có nghi không? Sự em thì trong lòng em không nghi, nhưng mà em cũng lo lắm. Lo lắm hả? Trong thời gian vừa qua hai vợ chồng ở với nhau là có hạnh phúc không?
vẫn bình thường anh Có ạ. đánh Thì cãi nói chửi chung nhau là bao giờ mấy không em? lần nói chung là vợ thỉnh thoảng nó kiếm chuyện thì hai vợ chồng cãi cự lộ xíu thôi, Có đánh hai nhau vợ không? chồng làm lành hòa không có đánh nhau. Thế anh thấy tay chân em sức xây xây sát rồi à? Dây sát này nó hôm qua ấy quật tường Tưởng em có bị đại vợ đánh nhau bao giờ không? có lại Đâu? đánh gì đó. Ôi giời ơi, vợ đánh thương tích không? Tôi chết rồi. Vợ đánh tè le tét hết cả này. Sao em có đánh lại không? Không Sao mình không đánh lại cho kinh đi? thì đó là đàn bà là vợ mình không có đánh, nếu Nhưng mà mà tự đánh dưng vợ em đánh em. là ông thì mới đánh. Nhưng mà tự dưng vợ em đánh em. Thì em tức em tới tận công ty em tìm cáu ném điện thoại chửi nó, tối nay Tìm bỏ sao lại đi chồng con tìm? đi. À, em tức vợ em đi từ tối đến sáng. Đúng chưa? Em đến công xong em tức quá em đến công ty em tìm. Em thấy vợ em ở công ty. Là tối là khác, còn ban ngày là em tới công ty tìm. Thì gặp vợ đang ở công ty. Thế em ném điện thoại luôn. Thế là vợ lấy cái gì là đập. Là vợ xô ra nó đánh thì bắt đầu là nó vớ mấy cục bê tông ngay sát chân rồi nó lép Quăng luôn. quăng luôn. Ui giời, sao em không chạy à? Đỡ mọi người chạy ra can Xong chạy chạy luôn. thì em đứng nghe nó xa xa, Kêu lên thì vợ phải làm sao, thì em phải đang kêu nghe nó lên. xa thì mọi người can ấy, nó vẫn đang cãi lộn thì nó gọi là xe đi vào làm tiếp, em báo rát rồi đi về không có Vợ làm nữa. Thì là nó quay đầu xe nó bế luôn thằng bé đứng ở chạy đó, luôn. bế luôn chạy luôn. Ôm con chạy mất luôn. Vợ em tướng to con không? To lên 60 cân. Ui giời ơi, 60 cân thì to lắm. Em được bao nhiêu cân? Vừa rồi em 60 cân mà mấy ngày nay không ăn uống thì chắc là phút. Anh nhìn em làm gì được? Em là năm 2, năm 3 thôi. Hôm kia 2 ngày không ăn này, tiện để đang giao hàng á, mấy cân cân thử là xuống có 57 rồi. Từ lúc Rồi. 60 cân đến giờ xuống 57 Còn sau xuống 2 ngày. nữa. Còn xuống nữa. Em tại sao mình không ăn? Người phụ nữ vợ em hiện nay đang ăn ăn no béo trục béo tròn. Em tội gì mình không ăn? Ăn mạnh lên chứ. Vợ vợ bế con đi thật sự em rất nhớ và Rất em nhớ. thương, Bây giờ nên là thương. không có tâm trạng ăn uống gì hết trơn, Phải ăn em ạ. À. không Dù gì ngủ được dù luôn. mình không ở vợ này ở vợ khác. Lấy vợ khác được không? Em có đồng ý lấy vợ khác anh giúp em? Nếu mà tìm được ra mà thực sự vợ em hết tình cảm em rồi, mình có chấp nhận lấy vợ khác không? Em chưa biết cái đấy, em chưa Chưa nghĩ biết tới. à? Chưa nghĩ tới. Sẽ nghĩ tới em ạ. Bây giờ thì em chưa nghĩ tới, mà bây Đến giờ giờ phút này em còn yêu vợ không? còn Em cho anh hỏi này. Em từ trước là em có đi nhậu về em say xỉn em đánh đập hoặc cãi chửi vợ không? Tự dưng không? Vô cớ không? không chị, em có một cái tật Thật là không hơi nói đấy? nhiều thôi, Nói tức là nhiều không có đánh đập chửi gì hết, nhậu về không bao giờ đánh đập Nhưng chửi mà vợ sao cả. mình lại nói nhiều? Em muốn nói nhiều mà em không có nói Nói tào nhiều là lao từ tổng tay mình bậy gì nói hết. nhiều, tại mình phải vả mồm mình cái. Này thì thật nói nhiều này. Đó, là lần sau mình giảm đi, mình phải nhớ là giảm đi chứ. Nói nhiều càm ràm là phụ nữ người ta không thích. Còn không bao giờ và đánh chửi gì hết trơn, Thế hôm vợ em đánh em đau không? Có bà đi băng băng bột không? không chảy máu đi Ôi tét tí giời, máu toe toét luôn hả? Khổ dữ vậy đàn ông mà. Kém khổ quá. Trước đây làm đi bao nhiêu tiền là nuôi vợ nuôi con hết, nuôi con riêng và nuôi vợ luôn, nuôi con luôn. Thì mấy năm nay thì em chỉ nợ con nhỏ em, thì vợ em nó làm thì nó hỗ trợ thằng nhỏ dưới quê, hai đứa kia đi làm rồi thì không phải hỗ Đấy, trợ, em dở hỗ chưa? trợ phụ thôi. Em thấy dở không? Lẽ ra là hai vợ chồng lấy nhau là chỉ tập trung nuôi con của mình thôi. Nhưng đến giờ phút này hai vợ chồng ở với nhau, trước đây là em phải phụ giúp để nuôi vợ và nuôi con riêng của vợ. Đến giờ phút này vợ rảnh xíu đấy thì vợ lại kiếm tiền nuôi con của vợ, con riêng của vợ, đúng chưa? Thế có phải khó không? Lẽ ra là em đi kiếm một người phụ nữ mà chưa chồng chưa con để ở với em, có đứa con thì ngon rồi, đúng không? Không rồi. Càng ăn muối cá ươn em ơi. Này, thương nhau quá này mà. Trước yêu dữ không? Bây giờ anh hỏi thật em, bây giờ em còn yêu vợ không? Còn Yêu nhiều không? nhiều Em yêu em tỏ tình với vợ anh xem nào. Vợ em đang xem video này, em hãy nói chuyện làm sao để cho vợ em xem và em nghe được. Tự em mà bày tỏ tình cảm, em có nhớ không? Nhớ vợ, nhớ con không thì em có nói chuyện thẳng thắn lên. Vợ em đang xem đó. vợ ơi, anh nhớ vợ con đấy, anh nói thật vợ, tất cả vì nói chung là anh lấy vợ, anh vợ ấy thì đã một đời chồng, anh thì chưa đời vợ nào cả, anh chấp nhận anh yêu thương vợ, anh làm cái gì chăng nữa có sai thì cho anh xin lỗi, anh chỉ yêu vợ, anh thương con nhớ vợ, Vợ hãy yêu anh, nếu thiếu anh, thương anh, yêu anh thì vợ quay yêu trở về anh với thương anh. anh quay về với anh, 9 bỏ là 10 anh sẽ bỏ qua tha thứ cho vợ chẳng hạn. xin bỏ là 10 mọi thứ vợ bỏ qua cho anh, sai vợ cho anh xin lỗi, anh nhớ vợ nhớ con lắm.
Anh không muốn mất em. Anh không muốn mất em. Anh làm cái gì chăng nữa cũng chỉ vì quá yêu em thôi. Khổ quá. Trời Tân mà gặp em gái này. Vợ thương anh, vợ về anh nhớ con. Khổ quá. Sao cuộc đời này không, cuộc sống không giống cuộc đời em ơi. Quá. Em giờ có tha thiết muốn mong muốn vợ ôm con về không? Dạ có. Có. Em đã tìm kiếm vợ những đâu rồi? Dạ em cũng không biết là vợ đi được đến đâu, em chỉ tới từ công ty nó hỏi xong là đi về thôi. Ừ. Anh thấy em là rất sáng sủa, đẹp trai. Đó. Giờ lấy vợ khác vẫn còn sớm, chưa có muộn. Em năm nay có hai mấy tuổi à? Dạ. Ừ, tuổi còn trẻ mà. Cố gắng em nhé. Dạ. Ừ. Nếu vợ không về thì mình cũng đừng có buồn nhé. Chỉ mong con nó về. Ừ. Anh em sẽ tìm xem là vợ đang ở đâu. Dạ. Và mục đích chính là muốn tìm con em. Dạ. Nhé. Dạ. Là đội hiệp sĩ Bình Dương thì giúp em tìm con. Ừ. Một tuần này em nhớ nữa. Không ăn không ngủ được. Tuần này rất nhớ đúng không? Dạ. Thương vợ không? Có. Trước ở nhà là hai vợ chồng, anh hỏi thật này, hai vợ chồng lúc gần đây nhất ấy, những lúc mà thời gian này gần đây mà vợ chuẩn bị bỏ đi ấy, là hai vợ chồng có ngủ chung không? Vẫn ngủ chung mà. À, những cái chuyện khác có bình thường không? Vẫn bình thường. Em có thấy biểu hiện gì nó lạ không? Ừ, thì chỉ có mỗi cái đợt đi viện về xong là điện thoại đổi mật khẩu, nó không cho em xem điện thoại thôi. Điện thoại đổi mật khẩu luôn. Dạ. Ừ. Trước là hai vợ chồng lúc nào cũng của nhau mà không biết hết này, cùng xem với nhau được hết. Ừ. Không có gì cả. Vợ em có lên mạng nhiều không? Vợ em thì nó hay về nhà thì nó rảnh rỗi thì nó hay xem Facebook nên mới chơi TikTok. À. Lại top top hả? Dạ. Ôi trời ơi. Xong luôn rồi. Rồi bây giờ ấy, điều cuối cùng, đây là cái cơ hội cuối cùng cho em. Dạ. Để em nói chuyện với vợ. Dạ. Hy vọng là vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại để ôm con quay trở về. Rồi em hãy lên tiếng. Vợ ơi, thật sự những cái gì anh làm anh chỉ vì anh quá yêu em thôi, có gì sai cho anh xin lỗi, vợ con về đi, anh nhớ con nhớ vợ lắm. Thương cho một em trai trẻ đó, trong thời gian vừa qua rất nhiều cái câu chuyện. Mới đây anh em Việt Sĩ Bình Dương cũng đăng thông tin là tìm một gọi là một cô dâu cũng mới cưới thôi. Không hiểu lý do nào đó mà đi bỏ đi đi làm mà không về cùng với một người em chồng. Em chồng là em gái. Đó. Mà đến giờ phút này anh em đăng tải lên là mới trong vòng mới 12 tiếng thôi. Đã nhận được thông tin rồi. Hiện nay em dâu. Em chồng á nhá, em của chồng. Đó. Và cùng với em gái này hiện nay đã quay trở về cùng gia đình rồi. Đấy. Cuộc đấy là phải nói là rất may mắn. Hy vọng là đây vợ em xem được, vợ em cũng suy nghĩ lại để quay trở về cùng với gia đình. Dạ. Đặc biệt là có chồng và cùng nuôi dạy các con. Rồi dạ. Hôm nay em về đây nhờ anh em Điều Trí Bình Dương ghi hình. Em có đồng ý cho các anh em đăng tải chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ, em đồng ý. Đồng ý nha. Mong vợ em về, hai vợ chồng sống với nhau hòa đồng hạnh phúc. Cái thông tin em ở cái thông tin em chia sẻ này hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ, sự thật. Nếu sai em phải chịu trách nhiệm nhé. Dạ. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái đang ôm với một đứa trẻ đi đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thể Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên giúp em gái ôm con quay trở về với chồng của mình. Đây là cái câu chuyện là thực sự là em trai này rất yêu vợ, chứ nói thật là cũng không ai yêu vợ đến mức độ như vậy, đúng không ạ? Cuối video cho phép Công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.